Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. Good afternoon, I have a few questions that I would like to put to you this afternoon. Not very many, just a few. I would like to start with asking you some follow-up questions in respect of the job or activities of your former husband or your late husband. This morning I wrote down that your husband sold livestock, such as ducks and chickens, on this morning. So he was a merchant. Did he trade in other goods, other materials, then livestock? How about medicine? Did he sell medicine to people? This morning you were asked, I think he said no, whether he sold opium to people. Are you sure, Madam Civil Party? Look, sorry, but I got a man look up here today. Yeah, I mean, look, I day. Let me confront you, The DC Cam interviewer asks you the following question. Can you tell us again what your husband did at the time? And you answer, he did not do any business. At that time, he relied on the fact that Yuen could enter and exit Cambodia. He was an opium seller. You remember saying this to DC Cam? ខ្ញុំដែលបានព្រះផងខ្ញុំពួកខ្ញុំដឹងមានគាត់លក់អីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេ ខ្ញុំអត់ដឹងគាត់មានគាត់លក់អីទេ
đừng có lộ bàn nong, bàm ăn mộc nưng, trong lộ áp hiền lộ ấy không ăn đằng tay, bàn áp hiền mà bên ai chấm non nong nong, I'm not sure about that, madam. Civil party, but do you have any? Would you know of any reason that this investigator of DC Chem would write down that you told him that your former husband was a criminal gangster? Madam Civil Party. When I just asked you a question whether he bought or sold medicine, you said no, he didn't. Let me confront you with something that your younger sister told Not read the whole question because I will come to that later. Did he have his own small business? And your sister answers as follows. Yes, he did. He smuggled medicine into our country and sold it here. Can you give a reaction to what your younger sister told us? ខ្ញុំផូនខ្ញុំមួយណាផងខ្ញុំមិនដឹងផងហើយចំណែកខ្ញុំអត់មានទេអត់មានលក់អីទេដឹងតែគាត់លក់ប៉ុណ្ណឹងពីមុខទេមន់ទៀងទេតោះស្អីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ឮទេ it was Din Ai, your younger sister. Chumo Din Ai, kêu chi phụn srei robas lok srei dae ban chlai nu somnu ni chun tau mocham mdol aikasa Kampuchea tha pdai robas lok srei nung keu rok si rut pon thnam pet. Let me ask you now what your late husband did ឥឡូវខ្ញុំសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលប្តីរបស់លោកស្រីដែលស្លាប់ទៅនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលមុនពេលគាត់ចូលមករកក្នុងភូមិនោះ Cậu đó xí ấy, cậu đó xí đà lộ môn lộ tiền, tạp năng cọc mẹ đó xí ấy phong nông. Hãy là tu nông chăng tư, nông áp bột nông, cậu thư tất cả nghề khá áp bột nông tư. Cậu mẹ đà đó xí ấy phong. Tu nông sử dụng chăng tư, nông chăng bà đào ý tư, mình tư đó xí ấy nà này tê. Maybe my question wasn't very clear. I was actually referring to his activities before he became a merchant. But let me ask you the question directly. Was he, at one point in time, a member of a Vietnamese military unit? Bạch máu còn thư, còn một nơi sọc mai máu. Thông còn máu bên nào trong mặt đăng tê, vẫn đã đăng còn máu.
So he was in fact a Vietnamese soldier, correct? Correct. Vietnam, Do you know for which Vietnamese army he was fighting? Đừng thà cọt nghĩa chỉ còn tòa Việt Nam bởi dứt chùm mùi kháng nà đại tế. Ta cọt chi còn tòa quay chùm mùi nâng còn tòa Việt Nam kháng tục bố. Fighting against chỉ xa mà chức còn tòa Việt Nam kháng tục bố. Rứ có cọt cư chiếc còn tòa Việt Nam kháng chương thiếu kỳ nè. Việt Cộng là Việt Cộng, ta Việt Cộng cọt chiếc còn tòa Việt Cộng rứ ở tế. Trong việc công thì mặt đang tế, đang cột màu nơi sọc nhông tâm hông. Nhông toàn cột thử ấy nhông đang tế. Nhông đang là phần năng. Khang nà thì mặt đang tế. I understand. Let me see if I can ask differently to you. Was he someone who was a a communist? Not very much sympathy for Americans, American imperialists. And or Lon Nol soldiers, ta cọt chia chun for instance cùng ni ai châu rùm về bây giờ chúng mui hàng toạp Lon Nol rư co dạng mấy ti ho nhưng mà đang đại đang cùng ni nhưng mà đang cọt tê ruột nhom nơi này cọt nơi này nó cũng phải cọt đào trong tay cọt ruột mà nơi nhom sọc nhom nó mau. Trong có thử ấy nhưng mà đang tê. Let me see if I can do it differently one more time. Is it correct that he had family members living in Saigon? Cột nơi men phần mà đang nơi chăn na khai na khi mà đang tê đang gặp bóng phong cột nơi was he himself also from Saigon ta was he born in đây là bỏ đầu sấy cột nơi Saigon rứ cột dương nâng phèm tê. Tôi cũng nát con nơi phim. Mày ơi con nơi phim được không? When the North Vietnamese communist army together with Viet Cong took over Saigon on 30 April 1975. You remember whether you had very sad. Very sad. I understand, Madam Civil Party, not any problem. Let me move on to the next subject. This morning, I wrote down an answer to a question from the prosecution.
that looks like Lai to Sapriya Rong. He asked what happened to the Vietnamese siblings lang, of your husband. Kong, and then I think he answered, they were Vietnamese in his house. ពេលដែលលោកស្រីនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងសំកាយតម្រូវគឺបងប្អូនបងប្អូនរបស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងជាជនជាតិវៀតណាមតើអ្នកណាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមាននៅផ្ទះខ្ញុំទេនៅផ្ទះគេផ្សឹងទេមិនមកនៅជាមួយខ្ញុំទេគេអ្នកផ្សឹងទេនៅក្នុងមែននៅសុខនៅភូមិទាំងអស់គ្នាហ្នឹង That is how I understood your answer, Madam Civil Party. ខ្ញុំយល់ពីចម្លើយរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយអំពីប្រជាជនវៀតណាមរស់នៅក្នុងផ្ទះប្តីរបស់លោកស្រីដែរទេនៅពេលនោះមានជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅក្នុងផ្ទះប្តីរបស់លោកស្រីដែរទេនៅពេលនោះមានក្មួយខ្ញុំក្មួយខាងប្តីមិនអត់បងប្អូនវាមិននៅផ្ទះខ្ញុំមែនបណ្ដោះសោកអញ្ចឹងតែមិនអត់បងប្អូនវាទៅវិញអស់ទៅក្នុងកូនក្មួយខាងគាត់នោះនឹងតែណាមកនៅដែរទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Still not entirely sure if I understand. Were there family members of your late husband living in his house? Was that in 1975 when they returned? ទៅរស់នៅវៀតណាមតើពួកគេនេះបានត្រឡប់មកពីវៀតណាមវិញមកក្នុងឆ្នាំ1975ឬនឹងចិត្តប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងតែគាត់ថាគេមកវិញគេទៅវៀតណាមវាឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំប្រមាណខែប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេនឹងគេឡប់មកស្រុកវិញ In other words, your late husband was the only Vietnamese person from his family who had stayed behind in Pochandam. Is that correct? Yeah, man. This morning, I also said that to investigate this, urged your husband to go back to Vietnam. Chung con chung chai quat man tau te mne ai nung o ko tha che
Khom thai tau tau, ki tau lon nang kom tau, ta khom tau te. Tau chao phuon chao khon ko kom tau te, sok chot nang ngot sok mai cha. Thank you, Madam Witness. Let me move on to another subject, and that is something we discussed this morning And that is the period before April 75, the period in history that is also sometimes referred to as the Lon Nol era, 1979-1975. Let me ask it differently. What do you remember about treatment of people of Vietnamese origin in the period between 1970 and 1975? នៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីនឹងចន្លោះពេលហ្នឹងតើគេប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិវៀតណាមដូចម្តេចដែរគេធ្វើបាបគេសំឲ្យរែកដីរែកជីអីដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាប៉ុណ្ណឹងត្រង់គេសម្លុតធ្វើមកធ្វើមកទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអត់នៅជាមួយគ្នាផងរស់នឹងទៅធ្វើការទៅធ្វើដល់ដល់ខ្លួនមិននៅជាមួយគ្នាផងមែនទេលោកស្រីគេសួរការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះចំពោះជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងពីឆ្នាំ70ទល់75ទល់មក75បានន័យថាមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមតើមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះជនជាតិវៀតណាមនៅទីកន្លែងដែលលោកស្រីរស់នៅនោះអីផងអត់មានធ្វើអីទេflex អស់ហើយនឹងឯណាឯណៃទេយូរហើយDo you know whether តើលោកស្រីមានដឹងថាអ្នកដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីក្នុងសម័យលន់ណុលហ្នឹងមានគេរើសអើងនឹងពួកគាត់ទេមានមានគេថាគាត់វៀតណាមជនជាតិវៀតណាមនឹងគេថាមែនពួកនោះចេះតែនៅទៅក៏មិនដឹងតែណាដែរគេមិនធ្វើអីយើងដែរចំនួននោះនៅតោះសំនឹងទៅI'm not entirely sure, Madam Civil Party, if you correctly understand the period that I'm referring to. So It's the second question in his WRI. It's a statement of someone called Ing On. Do you know Ing On? Look, say Scott Chmo Ing On Nite. Ing On Scott Nung Nung Sang Nung Pung Yong Rong Ai Nung Nung Got No Got Men Chmo Ing On Men.Ing On is being asked a question. I will read the whole question. Ing On, trong ban nea sơ bung ket su sum nu khom nang han sum nu cham lai ao luk sai sdap sum nu. In the village, ta nea pu discriminate against them. Mien rơ ang bo chang nang puok ke te, pi puok ke ni sam dau te leu chon chit Vietnam pel nu noi nu.
Previously, there was no discrimination. They respected them normally. They married following the normal customs. The discrimination began in the Lon-Nol era. But the discrimination began in the Lon-Nol era. So, Madam Civil Party, this person that you know says that discrimination against Vietnamese people began in the so-called Lon-Nol era. Is that something that you can confirm or not, if you can't? It's not a problem at all, Madam Civil Party. Let me now turn to the day that you said your mother saw her late husband being walked away. Confirmed that you said it was the rainy season of 1977, late 1977. Notwithstanding this answer, I would like to read to you something you said or wrote down rather in the supplementary information form. English ERN 0116607171, Khmer 0058845569. This is something you said in June 2010. You said my husband Chu, age 42, was Vietnamese. He was arrested and taken to be killed by the Khmer Rouge in 1978. There is some confusion, Madam Civil Party, whether it was 77 or 78. Could I ask you to think one more time your recollection it was 77 or rather 78? ឆ្នាំ 1977 thank you, Madam Civil Party, let me follow up with one question. Have you ever heard of something? I'm sorry, Councillor, can we just clarify the record? I've heard 77 twice. She said it was 77. At least in English, or did I misunderstand? Yeah. So, from the translators, what I heard was, I'm sure it was in 77, not in 77. Maybe I misheard, but I heard 1970. Thank you, Madam
mê thư vi cổ bê ọ côn lục sấy đào mình đắng hay lớn nức châm mình thò từ phần mùi tiết châm nội ní cứ xạ xây mùi tiết cơ bản phương sạc khánh cảm quát cơ bản nì dây ôm pi cứ trong năm bọn mùi chất sập bộ mùi đám năm bọn mùi chất sập bộ mùi gặp phi TCW But he, nhưng mà đại lưu sao phẩm tê. Nhưng mà đang ở vô là phòng. That is no problem. Mê thuy cổ bê, bạn mình bánh hà thế, lục sử đầy. Hỏi xạ xây đồ đài ní. Bạn gì thà, ca bản đà mà nụ chênh tâu, rồi có ca bản đà phát đầy lục sử chênh tâu, bạn ca láng cứ xâm khá đọa sẵn. Môn bếp krom, môn krom nê rật đấy, bao xâm át krom bộ phía, cứ ai cứ xa y bấy lơ pram pi buồn buồn. Lục sử đàm bản đăng rật về ní, lục sử bàn chá lời, phật mệnh từ xã địa nhà nước tha khmer cờ phom bàn chôn móc nó chỉ nằm bờ bờ rồi chết không chỉ nằm bờ bờ rồi chết sập rầm bờ ta ai từ rồi đã thế được lục sợi như vậy ông pi cam ma pi bál đàn mọc pi nằm bòn mũi pi phun phì mũi hào thạch phun phì anh ấy đây mình men hào thạch khmer phom đi nhung ai đăng vô là tận năng vừa quật men cả nông nhưng ở chạm ô thế nhưng lịch đại là ngày nào này thì nhưng vô đông đằng lư cả nông who was he sum nua ta quật miền này thân nạn na ta lục sấy sum đau thân nạn na nó bề như thế thà quật bẹ quan nừng hẹt cả nừng phồn cả nông đang bị nà phong nhưng mà đang tê nhưng phải chỗ hơi nhưng mà chạm bàn tê nhưng phải chạm mà nó đo lử nó khơi tê Thank you. Mê tư bí cấp bê, ọ côn lục sợi đàm đăng rọt thập bởi ní. Let me move to another topic. ប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំដឹងថាចំនួនអពើនោះគេច្បាំងគ្នាវាយគ្នាខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំរត់ទៅរត់ទៅនៅស្រុកគេទៅដល់វាយហើយខ្ញុំចូលមកស្រុកខ្ញុំវិញមកវាយចោល nhưng mà mình tự đầy khả năng tự đầy ấy kia tế, mình tế. Mới thú vị cục bề. Khi nhóm kết thả lục sợi này dây từ đó khai mà chúng bị bày khai đại Việt tộc Việt Nam vì lúc châu Cam chia khai xây khai thân nụ chạm bòm rồi chết sắp rầm bầy. Ta lúc xây nơi chạm tế tha rút khó Việt Nam, còn tọp Việt Nam bàn chôl mọc bởi tế Campuchia nơi khai với chế ca chá nam bòm rồi chết sắp rầm bầy tế. Cứ mà chá nam môn bình nâng ạ, môn.
nhưng mà đăng phòng nhưng mà chạm tay đăng chạm na khai na khi mà vô lấy nhưng mà chạm phòng lấy chỗ hỏi. I understand. បាទរត់គេចពីរុករះឬក៏កំភ្លើងត្បាល់ផ្លោងរបស់វៀតណាមធ្លាប់ដែរឬទេធ្លាប់ខ្ញុំរត់គេចទៅស្រុកគេដល់សង្គ្រាមចាប់ហើយខ្ញុំចូលផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំមកវិញបែរចោលខ្ញុំទៅមកផ្ទះវិញហ៎បែរពីចំនួនហ្នឹង rốt phun na vô phòng đèn đèn and how close was the heavy shelling ta ca phlong đèn tha thngôn thngô nưng nâu chm ngai pana nâu chit pana pi phum robas luk srei đael tha krob phlong thlak ta vi thlak nâu khnong phum rư ko thlak chit chit phum ta luk srei cham te thế tới ngày ngày đây và khi một đợt tới ngày từ tì từ lòng đen đen nhầm từ tì từ non câu non chơi ruột từ tì từ ô nơi chết nâng khai từ từ buộc nhầm mới ruột chơi ruột từ tì từ đào sọc chân từ bài chơi mang trong lòng một tia quên but how far was it from your village? Samnu ta chum ngai panna pi phum 100 meter away rư ko 1 kilometer pi nung rư ko thlak no phum phseing ta luk srei no cham te tam kut meul tau nyum ot cham te nung ai na ai nai te ba khnyom rot tau chit chit dai men sau chngai praman te oi phot pi pteah tau nung no pteah te khlai phlong dak trâu chúng ta rốt nó phùng khi mà ngày tới bàn bánh bằng trong lọc mà quên do you know xâm nùa whether any ta lúc xảy đăng đại rực tế thật ta nẹ phùm na nơi khăn ông phùm nẹ xảy rộng rộng bùa rực có trâu khóa nơi phê đại kì phlong rực có kì bánh cầm phương màu đỏ thế nhưng ớt cô là tay trông lại nóng cục miền đại trông miền miền nhóm tăng áp bạc nhóm ruột tạp bạc ơi nhóm mà nơi mưu tay nhóm ruột tạp sọc phung kì bạc ơi bạn bay cho bạc nhóm màu quên. Thank you, Madam Civil Party. I think my last subject. Can you tell us again exactly how you heard the this thing about children of Vietnamese? Were targeted and chia tự đào chia tự đào hỡi cụ mà chia côn rồi bỏ xây mà đai chia khăm ai nó khi mình chặt chia tự đào thì chẳng xong lúc xây bình dùl tôi là ca ở chữ ba chuyện môn bình tạch mới côn Việt Nam nó côn khăm ai nó ạt giờ tê cái giờ ta côn Việt Nam tê ruột côn còn giờ ta ô hai côn lại ni ni nguyên tộc mùi tê vô tới ô hai hay nông tiết khmer Việt Nam miền cầu tê miền con nông cầu thơ những cái đằng ngập phản năng I understand mấy tập bị cụp về khiêm yul
ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលលោកស្រីបានឃើញឬក៏បានឮប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមឲ្យយល់តើជាការសន្ធានរបស់លោកស្រីឬក៏ជាជនផ្សេងនិយាយឬក៏អ្នកភូមិនិយាយឬក៏បានស្ដាប់នៅក្នុងការប្រជុំឬក៏តាមវិទ្យុឬក៏ឮពីអ្នកណាអំពីរឿងនេះបាទ ខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំសួរម្ដងទៀតជាចុងក្រោយតើមានអ្នកណាម្នាក់មេភូមិឬក៏អ្នកណាម្នាក់មកពីមន្ទីរសន្តិសុខជាយោធាឬក៏អ្នកណាម្នាក់មកពីក្រុមខ្មែរក្រហមដែលនិយាយថាកូនៗរបស់បណ្ដាយវៀតណាមគេមិនទុកទេដែលគេនិយាយអញ្ចឹងតើលោកស្រីនឹកឃើញថាអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់លោកស្រីអញ្ចឹងទេមានខ្ញុំដឹងថាក៏បណ្ដាយវៀតណាមកូនគូក៏យកទៅដែរគេអត់មានទុកនឹងកន្លែងទេយកទៅអស់ឲ្យខ្ញុំន
ខ្ញុំយល់ហើយលោកស្រីដែលមិនដឹងរត់វេននេះខ្ញុំព្យាយាមយល់ថានេះជាអ្វីដែលលោកស្រីហើយនិងអ្នកភូមិសន្និដ្ឋានយល់ដោយខ្លួនឯងថាកើតអញ្ចឹងឬក៏ជាអ្វីដែលលោកស្រីបានលឺអ្នកណាម្នាក់និយាយដែលថាលឺតាមការប្រជុំឬក៏លឺតាមការស្ដាប់វិទ្យុតើលោកស្រីយល់ពីភាពខុសគ្នានេះដែរឬទេ ខ្ញុំដឹងថាចង់មែនប៉ុន្តែអ្វីមកទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាគេយកកូនគាត់ទៅអូស្ត្រាលីហើយគ្មាននៅសល់មួយទេខ្ញុំដឹងថាប៉ុណ្ណឹងតោះមកទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ចាំផង thank you មេធាវីកូពេអរគុណលោកស្រីដែលមិនដឹងសំណួរចុងក្រោយហើយជាសំណួរខ្លីផងដែរបាទ Your daughter កូនស្រីរបស់លោកស្រី តើគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1970 ឬ ម្យ៉ាងវិញទៀត Between 75 and 79 ប្រហែលជាគាត់អាយុ ប្រហែលជា9 ឆ្នាំឬក៏អាយុប្រមាណ អាយុប្រហែលនៅ 7-8 ឆ្នាំទេ អាយុកូនខ្ញុំនោះឥឡូវវា 45 ហើយ មូលហេតុដែលខ្ញុំសួរបញ្ហានេះនេះជាសំណួរចុងក្រោយលោកស្រីដែលមិនដឹង ថាម្ដាយរបស់លោកស្រីជាដូនរបស់កូនបានប្រាប់អ្នកសើបអង្កេតគឺថាអ៊ី3លើ7 5 9គឺថាកូនស្រីរបស់លោកស្រីបាទចិត្តអ៊ី3លើចិត្ត5 98អញ្ចឹងតើត្រូវដែរឬទេកូនស្រីរបស់លោកស្រីពិតជាមិនបានដឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970 ដល់ 1973 ទេ ខ្ញុំអត់ចាំផងអត់ចាំអត់វាភ្លេចនឹងឆ្នាំណាខែណាទេ thank you very much Madam Sofani thank you មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកស្រីដើមដឹងរដ្ឋវេននេះសូមអរគុណលោកស្រីចៅក្រមបាទខ្ញុំអស់សំណួរបាទអរគុណជាបន្តនេះផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះដើមដឹងរដ្ឋបែបនេះរូបនេះ Merci, Monsieur le Président.
Je m'appelle Anta Guisset, je suis co-avocat international de M. Fessampant. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques très courtes questions complémentaires par rapport à ce que vous avez indiqué aujourd'hui devant la Chambre. Je voudrais revenir sur les fois où vous avez été entendu sur les faits. Dans votre village, vous avez indiqué à M. le Président que vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des couches d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez également avoir été entendu par des personnes travaillant pour une organisation qui s'appelle DCCAM? Est-ce que vous vous souvenez de la date? Si je vous dis que c'était en février 2000, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous vous souvenez si cet entretien a été enregistré sur une cassette? Je vous pose ces questions de clarification, madame, parce que tout à l'heure, vous avez, en répondant à mon confrère Copé, sur ce que vous avez dit à l'époque sur les occupations de votre mari. Vous avez dit « je n'ai jamais dit ça » à propos de son activité de vendeur d'opium. Je voudrais vous relire, pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, un extrait de la transcription de votre entretien ce jour-là avec le personnel des CECAM. Donc c'est le document E3-7562. Et je vais lire un extrait en anglais puisqu'il n'y a pas de version française disponible. L'URL en anglais est le 0-1-1-5-7-7-8-1. Et l'URL en Khmer est le 00-34-0-8-1. Voilà la question qui vous est posée. Can you tell us again what your husband did at that time? Answer. He did not do any business at that time. He relied on the fact that Yoon could enter and exit Cambodia. He was an opium seller. Question? Really? Answer? Yes. During that period, he entered and exited Cambodia. He had nothing else to do. He just stayed at home, and the money flew to our home. People came to buy at our home to export to Vietnam. Question? Did people come to buy opium? Answer? Yes, they did. He did not do any of their business. Question? How much did he earn selling it at a time? He earned much money at the time. Yoon kept flowing to Cambodia. They just came to buy it. Question? Did he earn much money? Answer? Yes, he did. Fancy question. បញ្ចប់ការដកស្រង់
Ma question, Madame Dinh Oeurn, c'est est-ce que cet extrait un petit peu plus long de votre entretien avec le personnel de ICKM vous rafraîchit la mémoire? Et est-ce que vous maintenez toujours que, à cette époque, votre mari était vendeur de volaille? ដល់ដែលថាប្តីរបស់លោកស្រីហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកលក់មន់ទីទេនៅសម័យនោះនោះគាត់លក់មែនខ្ញុំដឹងគាត់លក់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងធំគាត់តែណាតែណៃទីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងគាត់លក់អញ្ចឹងលក់ក៏គាត់តែទៅឆ្ងាយដែរនៅទាំងផ្ទះគេមិនយកដល់ដល់ផ្ទះ Est-ce que dans ces conditions, vous avez une explication sur l'extrait que je viens de vous lire ou vous ne dites pas ça? Est-ce que vous pouvez expliquer comment il se fait que nous avons une déclaration qui indique que c'est une transcription audio de ce que vous avez dit? Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux versions? Je ne sais pas si vous avez dit que c'est une transcription. Pour répondre très brièvement à cette observation, mon confrère Copé n'avait qu'à citer l'intégralité du passage que je viens de citer. Donc, non, ce n'est pas répétitif. Et c'est important de rappeler un extrait plus important de la déposition de l'extrait de cet entretien, pardon, de Mme Dinh Oeurn pour essayer de lui rafraîchir la mémoire. Je poursuis, j'en aurais terminé par la suite. Malheureusement, je n'ai pas la version intégrale de cette transcription audio, mais je parle sous contrôle des parties, tout au moins des parties khmérophones. Dans le cadre de cet même entretien avec DCCAM, parce que vous dites que vous avez maintenu aujourd'hui que vous ne saviez pas et que vous ne saviez pas quelles étaient ses activités, ce qu'il en est d'autres. Pourtant, à l'URN, toujours du même document, en Khmer, puisqu'il n'existe en Khmer, 00034084, vous donnez des détails très précis sur la manière dont cet opium était conditionné. Ça se retrouve également à l'URN en Khmer, 00034082. Et sur cette ERN particulièrement, vous indiquez que c'était important que les choses soient faites en cachette pour que l'autorité locale n'en sache rien, parce qu'il y avait un risque d'emprisonnement. Donc, ce sera mon dernier point. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire de savoir qu'il y avait eu un moment une activité un peu risquée de votre mari à l'époque qui faisait qu'il devait dissimuler cette activité au risque d'emprisonnement? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេយូរហើយតាំងពីនៅម្ដងនេះហើយមើលខ្ញុំអាយុ 75 ហើយធំខ្ញុំភ្លេចដែរ
Monsieur le Président, je n'ai pas de questions complémentaires. លោកស្រីដូងអឿនជាចុងក្រោយនេះលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសហការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហើយនាំឲ្យលោកស្រីសុំតាំងខ្លួនជាដើមរងរដ្ឋប្រវេណីប៉ណ្ដឹងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តនិងជាធិបតេយ្យសម្ព័ន្ធភាពពីជនជាប់ចោតនិងអំពីស្ថានភាពអន្តរាយដែល មានចំពោះលោកស្រីជាអាចការខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តនិងជាបច្ច័យដែលផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាផ្ទះសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងកើតលើកពិតប្រកាសរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំជឿចាប់ គេធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរែកដីឲ្យខ្ញុំលីសែងដកស្ទូងធ្វើបាបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឈឺពេញខ្លួននឹងអស់តាំងពីដល់ម្ដងហ្នឹងពួកខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅដល់ចាស់ទៅទ្រុឌទ្រោមដែរ បាទសូមគោរពលោកប្រធាននៅថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានស្នើសុំលោកប្រធានដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំសួរលោកស្រីតែម្ដងចំពោះការបាត់បង់ការឈឺចាប់របស់គាត់ហើយនៅនេះគឺយោងទៅឯកសារ E1 លើ 7 1.1 ត្រង់ EON បាទសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមរួមមកនាំមុខអង្គជំរះថ្លាដំបូងដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលទេអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យសម្រួលឲ្យលោកអាចឈ្មោះបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើសំនួរនាំមុខទេបាទលោកប្រធានអធិស្ស្រ័យប្រហែលជាខ្ញុំប្រើពាក្យមិនត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរសំនួរដើម្បីឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈឺចាប់ការបាត់បង់របស់លោកស្រី
Nhâm chồng xua tha ta nơi bê đai là lộ sầy bát bát bong và đây là bỏ lộ sầy chmua tiếp dồn hào chúi hơi nâng côn pro là bỏ lộ sầy chmua môn mèng nơi khnông là bỏ mài cả hòm nốt tha ta khnông à rầm là bỏ lộ sầy miền à rầm giang đội mà đánh tay ta lộ sầy ai như vậy bàn thế bàn dây chữ chạp thử tộc bộc mình trong bài sập bài giang rồi trong miền đại tâm niên ngày nào đi trong nước chết chặt năng mong rồi trong nước rơ miền tâm niên đi miền đại nước sống nước ung vậy đi đà chi phê chi đầy đo tung để bà tâm ni thế nhưng chú chật chạy tên năng á ruột con phô phê nhóm bắt ô hà lý nhau nhưng chú chạp
ngày đi tới nước ta khơi đi tới nước ta khơi phải câu ôn tập bài tập giang thì là mùi tiết ở vị phải tới vị thế này nơi này anh rồi xin chăm câu của tụi miền đất anh cứ lo tiết chúng ta cày pi bài sớm mai mai cả hôm chăn nằm ở buồn làm buồn rồi chật sầm buồn thật ta cày chăn nằm này cày chăn nằm nắng thật ta lục xây ruột nơi cà ruột nơi rồi chịu việc bỏ rồi lục xây miền sàn việc bệnh bẹp nà đá nửa bề đá lục nhưng mà rau xìm bàn ấy bàn câu nức ở đây nên rau ấy tìm phân khát rau phật khoa là nghĩ rau là nghĩ khoa phật chẳng cao bị lục xây miền ở bây bật hèm tiệt tế lục xây chỉ trong cao ấy đi xin chơi. Bà thầy mình phần đăng nóng áo chùi khi nhóm khá phá ôn. Phụ khi nhóm kỳ kỳ rõ ná, thằng ái. Bạn phật khoa là nghe, bạn nghe khoa phật. Chá hơi đau ấy. Tại lộ đồ anh ca anh kê. Đã đặc luôn rút. Chẳng khiêm ở xâm nụ hay ở xâm ở quân lục thiên. Bà, hay... Ông chẳng đây, ở quân lục thầy đồng ứng xâm nàng ca sẽ đáp tạc khai cam bảo nâng sẵn đầy thầy điệp rõ bằng phí tốc sau bởi tình nì nâng sẵn thân nập hiếp chế thân nạng cam trong thân nạ lục thầy chế đào mà đang rõ tình ní bạn đọc tìm mình chọc hơi hay ສໍາໄຂກໍາບໍລຸສໄຊອາດຍັງຮ່ວມພິພິກະຕຽນໃນການສ្វែងរកການປຶດເລື່ອງໄຊນີ້ເລື່ອງນີ້ລູກໄຊອາດຕະຫຼອບទៅវិញបានໃຫ້ຕຶດລົມເນື້ອທ່ານຫຼືກະໂກດາວນາໄດ້ລູກໄຊມີບໍານອງຈັ່ງទៅបានໃຫ້ໃຫ້ສົມໄຊມີສຸຂະພິບຫຼໍຊ່ວຍແຕ່ສໍານັງຫຼໍບານໄຊສົກໄດ້ຈໍາເລີນໃຫ້ອ້າຍຍັງແດກໍສົມອໍຄຸນລູກໄຊເຕບອະທິດາບຸກຄະລິກອົງການທີພີໂອໄດ້ບານຊ່ວຍຄວບຄົນອ້າຍ
ហើយសមនការនៅវគ្គបន្ទាប់នេះអង្គជំនាញធ្វើសមនការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហាសនាម 2TC របស់យូ 9900 ហើយសាក់សីរុំនេះមានលោកមឿនតវ៉ាន់ជាមេធាវីប្រឹក្សាឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអមេរិកប្រកាសសម្រាប់អាចារ្យប្រពៃពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តហើយកិច្ចសមនការសមនការសម្រាប់ចុះ